Với tính chất quan trọng của hội trợ trong công tác xúc tiến thương mại, trước tình hình không thể trực tiếp gặp gỡ tiếp xúc hoặc trực tiếp do dịch COVID-19, lần đầu tiên không gian hội trợ ảo Lifestyle Việt Nam 2020 vừa được Hiệp hội Xuất khẩu Hàng thủ công Mỹ nghệ Việt Nam tổ chức. Hội trợ lần này đã thu hút được hơn 200 doanh nghiệp, trưng bày các sản phẩm tiêu biểu với 9 ngành hàng thủ công mỹ nghệ và trang trí nội thất, phụ kiện sân vườn, quà tặng du lịch, vân vân. Các chức năng và hoạt động để tạo nên không gian ảo gồm xây dựng các nhóm ngành hàng tiêu biểu, thiết kế bản đồ điện tử, sơ đồ hội trợ, dàn dựng gian hàng cho từng doanh nghiệp, số hóa các sản phẩm. Đặc biệt, chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia đã hỗ trợ kinh phí 3 sản phẩm được số hóa cho mỗi doanh nghiệp tham gia. Mục tiêu của sự kiện xúc tiến thương mại cho ngành thủ công mỹ nghệ lần này là tiền đề để hình thành được cơ sở nền tảng hạ tầng cho một hội trợ ảo đạt 1.000 gian hàng trước năm 2025. Theo ban tổ chức, với việc sử dụng không gian hội trợ ảo ba chiều khi tham dự Lifestyle Việt Nam 2020, doanh nghiệp tiết kiệm được khá nhiều chi phí mà vẫn có không gian trưng bày thể hiện được năng lực và thương hiệu sản phẩm của doanh nghiệp đối với thị trường trong và ngoài nước.